Chào con, chúng ta cùng gặp nhau trong một khóa ôn luyện rất là quan trọng. Đó chính là khóa ôn tập ngữ văn lớp 9. Chắc hẳn đây sẽ là một phần rất là quan trọng với các con trước khi chúng ta bước vào bất cứ một bài kiểm tra nào, hay là những bài kiểm tra học kỳ, hay là bài thi chuyển cấp của các con, thì bao giờ việc ôn tập cũng đóng vai trò rất là cần thiết, rất là quan trọng, đúng không nào? Và giai đoạn chúng ta ôn tập chính là lúc chúng ta sẽ cùng hệ thống lại những cái kiến thức mà chúng ta đã học, những cái bài học quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, và cùng rèn những cái kỹ năng về luyện tập cũng như là trình bày bài thi, bài kiểm tra của các con. Và trong bài ngày hôm nay thì cô sẽ cùng các con, chúng ta sẽ cùng đặt ra những cái mục tiêu chung đối với khóa học. Đó là thứ nhất, chúng ta sẽ cùng trình bày được những kiến thức cơ bản cần ghi nhớ trong những bài ôn luyện. Và thứ hai, trên cơ sở những cái kiến thức đó, chúng ta sẽ cùng vận dụng để hoàn thành những cái bài tập. Vậy thì với những mục tiêu chung của các tiết ôn tập như thế này, chúng ta sẽ lần lượt đi vào các chủ đề của chương trình ngữ văn lớp 9. Và trong bài học ngày hôm nay, chính là phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng ôn tập về văn bản nghị luận. Phần ôn tập về văn bản nghị luận với học kỳ 1 sẽ diễn ra trong 2 tiết. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiết 1. Vậy thì có gì trong tiết 1 này? Phần văn bản nghị luận nói chung thì ở học kỳ 1 chúng ta sẽ có 3 văn bản, đó là Phong cách Hồ Chí Minh, Đấu tranh cho một thế giới hòa bình và Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Ở học kỳ 2 chúng ta có 4 bài học cơ bản, đó là Bàn về đọc sách, Tiếng nói của văn nghệ, Chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới và Cho sói và cừu trong thơ ngụ ngôn La Fontaine. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào phần học kỳ 1 với bài đầu tiên Phong cách Hồ Chí Minh. Và với yêu cầu chung của các văn bản nghị luận thì chúng ta sẽ cần lưu ý cái gì? Đầu tiên, bất cứ văn bản nào cũng vậy, đó là thông tin về tác giả. Và với một tác giả thì điều quan trọng thứ nhất đó là chúng ta cần phải ghi nhớ chính xác tên của tác giả. Cái thứ hai đó là mỗi tác giả thì lại có một phong cách, một quan điểm sáng tác riêng, cũng như là cái sự nghiệp sáng tác mang tính đặc thù của các tác giả đó. Chính vì thế chúng ta sẽ cần ghi nhớ được phong cách cũng như là những cái đánh giá của những nhà nghiên cứu hay của người đọc về sự nghiệp của tác giả đó. Thứ hai đó là những thông tin về tác phẩm. Với mỗi tác phẩm thì chúng ta cần lưu ý cái gì? Đầu tiên là tên. Tên ở đây chính là tên chính xác của văn bản mà các con được học trong sách giáo khoa. Và tên văn bản thì hầu như là sẽ do người biên soạn đặt. Và chúng ta cần biết được cái văn bản ấy nó có xuất xứ từ tác phẩm nào, hoàn cảnh sáng tác của nó là gì, cũng như là phương thức biểu đạt của văn bản. Đúng nào? Với mỗi văn bản thì chúng ta sẽ có một phương thức biểu đạt chính, và phương thức biểu đạt chính đó có thể kết hợp với những phương thức biểu đạt khác nữa để hỗ trợ cho việc diễn đạt. Thứ ba, với mỗi văn bản và đặc biệt là với văn bản nghị luận thì chúng ta cần chú ý về nội dung. Nội dung ở đây cái đầu tiên chính là luận điểm của văn bản. Và thứ hai đó là trình tự lập luận, cái hệ thống những cái lý lẽ, những cái dẫn chứng đã được tác giả sử dụng để làm sáng tỏ, để dẫn nối tới luận điểm chính của văn bản. Thứ tư đó chính là nghệ thuật của văn bản. Và với các văn bản nghị luận thì chúng ta sẽ cùng đánh giá việc sử dụng lý lẽ, dẫn chứng cũng như là những biện pháp nghệ thuật đã được tác giả sử dụng trong văn bản này. Để tại sao lại phải cần quan tâm đến nghệ thuật với các văn bản nghị luận? Bởi vì nếu như chúng ta vào những cái đoạn văn hay bài văn mà chúng ta viết mà đơn thuần mình chỉ nói về nội dung thôi thì bài của chúng ta sẽ không bao giờ thể hiện được cái ưu thế cũng như là được điểm tối đa cả, mà chúng ta cần đánh giá nghệ thuật, nhận xét về cái văn phong, về giọng điệu, về những biện pháp nghệ thuật, lý lẽ dẫn chứng để làm phong phú và sâu sắc hơn trong cái bài viết của mình. Đó là một điều rất là cần thiết, một kỹ năng làm bài rất là quan trọng khi chúng ta viết đoạn cũng như là viết bài văn. Và chúng ta sẽ cùng đi vào văn bản đầu tiên ôn tập trong tiết học ngày hôm nay, đó là Phong cách Hồ Chí Minh. Ba văn bản Phong cách Hồ Chí Minh, tên văn bản thì là do người biên soạn đặt, và tác giả đó là Lê Anh Trà.
Vậy đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái gì? Chắc chắn là mình sẽ cùng củng cố kiến thức về văn bản này. Thứ nhất, đó là những thông tin chung. Chúng ta quan tâm đầu tiên là về tác giả. Đây chính là hình ảnh về tác giả Lê Anh Trà. Ông sinh năm 1927 và mất năm 1999. Về tác giả này thì trong sách giáo khoa ngữ văn 9 của chúng ta thì không có nói nhiều. Thế nhưng chúng ta có thể tìm kiếm trên những nguồn thông tin khác để nắm được thông tin cơ bản về tác giả này. Ông quê ở huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi. Thứ hai, Lê Anh Trà được biết đến là một nhà văn, là một nhà quân sự, nhà hoạt động văn hóa tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Và ông cũng có đóng góp rất là nhiều cho báo chí cách mạng Việt Nam trong những năm chiến tranh. Và Lê Anh Trà được biết đến với đánh giá về phong cách, đó là một ngòi bút vừa chân thực vừa sắc sảo. Và trong những sáng tác của Lê Anh Trà để lại thì chúng ta thấy đó là những cái sáng tác vừa mang tính chính trị, vừa có chiều sâu nghiên cứu về mặt văn hóa. Thứ hai, về tác phẩm. Với văn bản phong cách Hồ Chí Minh thì chúng ta nhớ cho cô đánh giá về tác phẩm. Chúng ta có thể sử dụng nó để viết câu mở cũng như là câu kết trong đoạn nếu như mà cần dùng. Đó là phong cách Hồ Chí Minh là một văn bản nghị luận tiêu biểu về Bác Hồ và nó có xuất xứ được trích trong phong cách Hồ Chí Minh cái vĩ đại gắn với cái giản dị và được in trong cuốn Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam. Cuốn này được xuất bản năm 1990 và ứng với cái giai đoạn đó, chúng ta có thể so sánh với cái mốc năm 1890, đó là năm sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì mình có thể thêm vào hoàn cảnh sáng tác của văn bản, đó là nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với phương thức biểu đạt chủ yếu của văn bản này là nghị luận kết hợp với yếu tố thuyết minh và cũng có cả biểu cảm trong đó nữa. Và ngoài ra thì phần này thì cô muốn đưa thêm vào để chúng ta có cái sự liên hệ với những cái tác phẩm, với những văn bản cùng trong giai đoạn, cùng trong cái chương trình văn học trung học cơ sở. Đó chính là một văn bản rất là quen thuộc với các con mà chúng ta đã được học ở chương trình ngữ văn lớp 7. Đó là Đức Tính Giản Dị của Bác Hồ, của tác giả Phạm Văn Đồng. Nó có một sự tương đồng rất là lớn với văn bản này, cùng nói đến về cái lối sống thanh cao giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà chúng ta sẽ có những cái câu hỏi, ví dụ như là từ văn bản này gợi con liên tưởng đến văn bản nào, cũng trong chương trình ngữ văn trung học cơ sở chẳng hạn, thì mình sẽ cần có cái thông tin đó để trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào phần thứ hai về nội dung của văn bản. Trong khóa tiết ôn tập thì cô sẽ củng cố lại một cách khái quát cho các con để chúng ta có thể hồi tưởng lại kiến thức và chúng ta sẽ sử dụng hình thức sơ đồ để có thể thấy được cái trình tự lập luận của bài. Đầu tiên, với mỗi văn bản nghị luận thì điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần phải ghi nhớ được về luận điểm, đúng không nào? Và luận điểm của bài này đó là phong cách Hồ Chí Minh chính là vấn đề. Phong cách Hồ Chí Minh là sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, giữa thanh cao và giản dị. Đó chính là luận điểm của bài. Và luận điểm này đã được làm cụ thể trên hai cái luận điểm nhỏ. Một, vốn tri thức văn hóa nhân loại vô cùng sâu rộng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và thứ hai, đó là lối sống giản dị mà thanh cao của người. Đó chính là hai luận điểm nhỏ để làm cụ thể cho luận điểm chính bao trùm toàn bài. Chúng ta sẽ đi vào cụ thể từng cái luận điểm nhỏ này. Thứ nhất, vốn tri thức văn hóa nhân loại vô cùng sâu rộng của người. Luận điểm phụ này đã được nói đến cụ thể trong câu văn, chúng ta có thể đánh dấu ngay vào sách giáo khoa của các con. Có thể nói, ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về các dân tộc và nhân dân thế giới, văn hóa thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Câu văn này đã xuất hiện ngay trong đoạn văn thứ nhất của văn bản mà chúng ta có thể đánh dấu ở trong sách giáo khoa. Và vốn tri thức văn hóa nhân loại vô cùng sâu rộng đó đã được làm rõ qua những cái con đường, qua những cái cách thức đó là gì? Thứ nhất, cách thức tiếp xúc và tiếp thu. Bác đã đi nhiều nơi, đã tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Chúng ta có thể lấy được rất là nhiều những cái dẫn chứng trong cuộc đời hoạt động của người. Bác đã đến rất là nhiều nước như là Anh, Pháp, Nga, v.v. Trung Quốc. Và bác nói và viết thành thạo nhiều thứ tiếng.
có thể nói trong số những lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là người có vốn am hiểu sâu rộng về ngôn ngữ, về văn hóa hơn cả. Và nhờ đâu mà có, đó không chỉ ở con đường đi nhiều nơi, đó không chỉ ở việc nói và viết thạo, mà còn ở việc Bác hòa nhập vào trên cái con đường mà hoạt động của người, Bác hòa nhập cùng với những người lao động ở các quốc gia đó. Để có được, để thu thập được những cái hiểu biết, đó chính là qua việc Bác làm rất nhiều nghề khác nhau. Bác làm từ những cái công việc rất là tay chân, như là những công việc cào tuyết này, hay là những cái công việc trên những cái con tàu viễn dương, hay là làm báo chí từ tay chân, cho đến những công việc trí não ở rất nhiều những quốc gia khác nhau. Và chính cái cách đó đã giúp Bác có thể học hỏi được rất là nhiều và tìm kiếm được với nhiều những cái tư tưởng về cách mạng ở các nước trên thế giới. Thứ hai, từ cái con đường đó thì kết quả Bác có được là gì? Tác giả đã đưa ra rất là rõ, rất là cụ thể qua văn bản này. Thứ nhất, Bác am hiểu sâu sắc mọi vấn đề. Và am hiểu không phải chỉ là việc biết, mà là am hiểu đến mức uyên thâm, tức là có thể thấy được cả cái quá trình phát triển, hiểu được cả cái chiều sâu, những cái phong tục, văn hóa, tư tưởng của các dân tộc trên thế giới. Thứ hai, sự tiếp thu của Bác có một nét đặc biệt, đó là tiếp thu có chọn lọc. Thế nào là có chọn lọc? Tức là Bác tiếp thu cái hay, cái đẹp của những nền văn hóa đó và phê phán những cái tiêu cực của chủ nghĩa tư bản. Cái việc mà tiếp thu cái hay, cái đẹp và phê phán cái tiêu cực, điều đó đã thể hiện Bác là một con người đầy bản lĩnh, có thể nhận ra được điều gì tốt, điều gì nên tiếp thu, điều gì nên học hỏi và điều gì cần phải phê phán. Đó không phải là một điều dễ dàng, đó không phải là một kỹ năng có thể có được trong một ngày, hai ngày, mà phải trải qua sự trau dồi, rèn luyện và sự thông tuệ rất là đặc biệt trong tư tưởng. Và qua đó, chúng ta thấy được tác giả đã đưa ra một kết luận rất là đặc biệt trong cách tiếp thu và tiếp xúc của người, đó chính là cái vốn văn hiểu biết văn hóa về các quốc gia trên thế giới nhào nặn cùng với cả cái gốc dân tộc, cái bản chất dân tộc của một nhà nho không thể nào lay chuyển được, đã tạo ra một nhân cách rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại. Đó chính là nét tiêu biểu đặc biệt trong phong cách của Hồ Chí Minh. Và từ cái phong cách đó, Bác đã thể hiện nó trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày, trong lối sống giản dị mà thanh cao. Câu văn, chúng ta có thể lưu ý cái câu văn từ chỗ, nhưng điều kỳ lạ là cho đến đồng thời rất mới, rất hiện đại. Câu văn này đóng vai trò rất là đặc biệt, vừa tổng kết lại, nêu ra cái đặc điểm nổi bật của phong cách Hồ Chí Minh và đồng thời cũng dẫn nối sang cái phần thứ hai của văn bản. Đó chính là những cái biểu hiện của phong cách đó. Phong cách của Hồ Chí Minh biểu hiện ở lối sống của người. Đó là một lối sống được tóm lược trong hai chữ giản dị và trong hai từ giản dị và thanh cao. Biểu hiện cụ thể như thế nào? Ở phần này, tác giả đã sử dụng cái phương thức nghị luận rất là thành công khi đưa ra cái chủ đề, luận điểm, lối sống giản dị mà thanh cao và làm rõ nó qua một hệ thống lý lẽ và dẫn chứng rất cụ thể, rất sinh động và rất thuyết phục. Đó chính là dẫn chứng biểu hiện thứ nhất trong nơi ở và nơi làm việc của Bác. Nơi ở và nơi làm việc của Bác rất đơn sơ. Tác giả cũng thể gửi gắm vào trong đó cả kết hợp với cả phương thức biểu đạt là biểu cảm. Nơi ở và nơi làm việc của Bác chính là một chiếc nhà sàn nhỏ bằng gỗ bên cạnh một chiếc ao cũng nhỏ xinh. Và căn nhà gỗ ấy cũng chỉ vỏn vẹn có vài phòng, đồ đạc rất là đơn sơ, mộc mạc, chỉ phục vụ những cái hoạt động cơ bản của người trong cuộc sống. Đó là phòng làm việc, đó là phòng ngủ, đó là phòng họp của Bác với những đồng chí khác trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước. Và tác giả cũng đặt
đặt cái nơi ở và nơi làm việc của bác trong cái sự so sánh với những nhà lãnh đạo khác trên thế giới. Chúng ta thông thường thấy những nhà lãnh đạo khác trên thế giới, họ là bộ mặt của quốc gia và họ có quyền được hưởng một cái chế độ sinh hoạt đầy đủ, tiện nghi. Thế nhưng với bác thì nơi ở và nơi làm việc của bác lại được gói gọn trong hai chữ đơn sơ. Đó là một điều rất đặc biệt, thể hiện cái lối sống độc đáo, giản dị của người. Thứ hai, tác giả thể hiện cái sự giản dị của bác qua trang phục. Đó là những chiếc áo bà ba, vài chiếc áo bà ba. Đó là chiếc áo trấn thủ rất là quen thuộc. Chúng ta có thể tìm kiếm những cái hình ảnh trên mạng để thấy được chiếc áo bà ba mà bác vẫn thường sử dụng, hay chiếc áo trấn thủ, một vật dụng rất là quen thuộc bác dùng trong mùa đông để giữ ấm cơ thể, và đôi dép lốp hay là những tư trang hành lý của bác rất là ít ỏi, và phần đa là những đồ dùng tối thiểu hàng ngày hay là những cái vật kỷ niệm mà bác thu thập được trên cái chặng đường hoạt động chính trị của người qua những cái quốc gia khác nhau. Và thứ ba, đó biểu hiện qua cái cách ăn uống của người. Có thể nói là những bữa cơm của Chủ tịch Hồ Chí Minh rất là đạm bạc. Đó là những món ăn đậm chất dân tộc. Là gì? Là cá kho, là rau luộc, là cà ghém, là cháo hoa. Những cái thức ăn giống như là trong mâm cơm của bất cứ một gia đình bình thường nào. Chúng ta không thể tưởng tượng đó lại là những cái món ăn mà một vị chủ tịch nước, một người lãnh tụ của Đảng lại sử dụng hàng ngày. Và ngoài ra, nếu như các con có ghi nhớ được với văn bản Đức tính giản dị của Hồ Chí Minh, Đức tính giản dị của Bác Hồ của tác giả Phạm Văn Đồng mà chúng ta đã học ở lớp 7, thì tác giả Phạm Văn Đồng cũng có đưa ra những cái dẫn chứng rất là thuyết phục mà chúng ta có thể bổ sung thêm cho hiểu biết của mình. Đó chính là về những người hỗ trợ, những người phục vụ cho bác cũng có số lượng rất là ít ỏi. Và những người ấy, việc gì bác có thể làm thì đều tự làm mà không cần nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người. Những đồng chí phục vụ quanh bác, bảo vệ bác thì lại được bác đặt cho những cái tên mà gộp nó lại là thể hiện cả một tinh thần, ý chí chiến đấu mạnh mẽ, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Đó, chúng ta có thể bổ sung thêm cho những cái dẫn chứng này. Và qua đó chúng ta có thể thấy tất cả những cái dẫn chứng cụ thể này chính là biểu hiện một lối sống vừa giản dị nhưng tác giả lại thêm vào đó là thanh cao. Vì sao? Chúng ta thấy trong cái lối sống của bác rất là gần gũi, giống như là những nhà nho xưa, những nhà hiền triết sống ẩn dật, xa rời cái chốn quan trường, xa rời những cái giàu sang phú quý, vinh hoa lợi lộc để trở về với cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, như là Nguyễn Trãi, như là Nguyễn Bình Khiêm, đúng không nào? Và đó chính là biểu hiện của lối sống rất là thanh cao. Nhưng cái thanh cao của bác cũng lại có sự khác biệt, vừa giống nhưng lại vừa khác với những nhà hiền triết xưa. Nếu như những nhà hiền triết xưa chọn cái lối sống giản dị thanh cao gần gũi với thiên nhiên ấy để giữ được cái sự trong sáng nhưng trong tâm hồn, nhưng lại cách xa với đời sống hàng ngày, với chốn quan trường, với cuộc sống của bình dị của nhân dân, thì ở bác cái giản dị ấy lại không hề xa rời với cuộc sống, với nhân dân, với xã hội, mà bác vẫn hoạt động, bác vẫn ngày ngày sống trong sự giản dị nhưng lại lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo cái con đường, lãnh đạo của cách mạng của nhân dân ta, lãnh đạo công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đang diễn ra trên khắp mọi nơi trên đất nước. Và từ đó cho chúng ta thấy được cái lối sống ấy là biểu hiện của một cách duy dưỡng tinh thần. Nó là biểu hiện của một quan niệm thẩm mỹ về cuộc sống. Quan niệm ấy là gì? Đó là cái đẹp gắn với cái giản dị. Bác không xa hoa, không màu mè, ngược lại rất là giản dị. Và sự giản dị trong vật chất là để bồi đắp cho sự phong phú về tinh thần. Tinh thần của người vô cùng là cao quý, sáng đẹp. Và đó cũng chính là cái lối sống mà chúng ta có thể học hỏi, có thể noi theo.
Ở đây, phần này cô muốn chú ý thêm với các con. Phần này không có trong sách giáo khoa một cách cụ thể, nhưng chúng ta sẽ cần nó rất nhiều để có được những cái đánh giá về ý nghĩa trong phong cách Hồ Chí Minh. Bởi vì văn bản này là một văn bản rất là cần thiết và có thể vận dụng rất là nhiều trong những cái đề kiểm tra. Ý nghĩa của phong cách Hồ Chí Minh là gì? Thứ nhất, đó là dẫn chứng rất sinh động về thành quả của quá trình học tập và rèn luyện không ngừng. Điều này chúng ta có thể thấy ở phần 1 của văn bản. Bác có được cái vốn am hiểu rất là sâu rộng về văn hóa của các quốc gia trên thế giới. Đó là nhờ quá trình học tập. Bác đi nhiều nơi, đọc rất là nhiều sách, tìm làm rất nhiều công việc khác nhau để thu thập được những cái hiểu biết đó và vận dụng nó trong đời sống, trong công việc của mình. Và cái quá trình ấy là quá trình rèn luyện, học hỏi không ngừng. Học tập không bao giờ có điểm cuối. Chúng ta từ lúc sinh ra, chúng ta cũng từ lúc là những đứa trẻ nằm trong nôi, đã học khóc, đã học cười, đã học lắng nghe những cái âm thanh, nhận biết giọng nói, học đứng, học đi, đúng không nào? Và đến khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì cái quá trình học hỏi ấy có lẽ vẫn còn tiếp tục. Thứ hai là minh chứng, phong cách Hồ Chí Minh là minh chứng thuyết phục cho quan điểm nên tiếp thu văn hóa nước ngoài một cách chọn lọc, hòa nhập nhưng không hòa tan. Đây là một vấn đề xuất hiện rất là nhiều trong những cái bài, những cái yêu cầu viết đoạn hay là viết bài văn nghị luận của chúng ta. Và cũng là một vấn đề rất là bức thiết trong cuộc sống ngày nay. Chúng ta thấy trong cuộc sống hiện đại của các con thì có rất nhiều những cái trào lưu văn hóa đa dạng trên thế giới. Và đặc biệt với thế hệ trẻ các con thì đó là những người mà vừa mới chập chững bước vào cuộc sống. Chúng ta có thể dễ dàng bị ảnh hưởng bởi nhiều những trào lưu văn hóa khác nhau. Chúng ta có thể học hỏi nhưng lại chưa biết cách để hòa nhập. Bởi thế chịu ảnh hưởng quá nhiều và khiến cho cái gốc văn hóa dân tộc đôi khi nó bị mai một. Đôi khi chúng ta chưa nhận ra được là lựa chọn học hỏi điều gì và điều gì là cần phải phê phán, cần phải dừng nó lại ngoài ngưỡng cửa. Chính vì thế đây chính là điều rất là cần thiết. Và thứ ba, chúng ta có thể rút ra được cái nhận xét đánh giá khái quát qua cái văn bản này. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhân vật hiếm có, chính người đã có thể khiến chúng ta tự hào về con người Việt Nam, về văn hóa Việt, về bản sắc Việt, và từ đó chúng ta có ý thức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây là một phong trào rất gần gũi với đời sống và đang diễn ra trên rất nhiều những phương diện, rất nhiều những lĩnh vực, ở rất nhiều những địa phương, những cái cơ quan đoàn thể của trên khắp đất nước Việt Nam. Và đây cũng là một vấn đề rất là quan trọng và thường xuất hiện. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu văn bản, chúng ta có thể đánh giá những cái điểm chính về nghệ thuật của văn bản này. Thứ nhất, đó là văn bản phong cách Hồ Chí Minh có sự kết hợp giữa nghị luận với thuyết minh, với tự sự và với cả biểu cảm. Nhưng phương thức biểu đạt chính chắc chắn phải là phương thức biểu đạt nghị luận. Về thứ hai, tác giả trong văn bản này có sự đối chiếu, so sánh, sử dụng cả nghệ thuật đối lập giữa cái hiểu biết của bác, giữa cương vị của bác với cái lối sống, những biểu hiện trong đời sống hàng ngày của người. Và thứ ba, tác giả đã chọn lọc những chi tiết tiêu biểu, ngôn ngữ trong sáng và trang trọng. Qua đó, chúng ta có thể thấy được Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là một tấm gương sáng không chỉ cho thế hệ trẻ mà cho tất cả những con người Việt Nam, những dân tộc Việt Nam để cùng dõi theo, cùng tiếp bước cái sự nghiệp cũng như là tư tưởng của người. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai của bài học. Đó chính là chúng ta sẽ cùng củng cố văn bản qua một số bài tập ôn luyện. Các con có thể tải cái file đính kèm phiếu bài tập gắn với văn bản này trên phần đính kèm của video. Trong khuôn khổ tiết học thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta với một bài tập cụ thể.
yêu cầu của bài tập này, đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi. Đây là đoạn văn được trích dẫn ngay trong sách giáo khoa, trong văn bản Phong cách của Hồ Chí Minh. Phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ chỗ có thể nói ít có vị lãnh tụ nào cho đến nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại. Đây là văn bản đã xuất hiện rất là nhiều trong bài kiểm tra hay là đề thi. Và chúng ta đọc kỹ đoạn văn bản này và cùng trả lời một số những câu hỏi xoay quanh đoạn ngữ liệu này như sau. Câu hỏi thứ nhất, nêu xuất xứ của văn bản. Câu hỏi thứ hai, em hiểu thế nào về từ phong cách được sử dụng trong văn bản này? Thứ ba, đoạn văn trên đã nêu lên nét đẹp nào trong phong cách Hồ Chí Minh và tại sao Bác có được phong cách đó? Thứ tư, các từ Việt Nam, phương Đông trong đoạn văn trên thuộc từ loại gì và cách sử dụng từ ngữ như vậy có gì đặc biệt? Đây là một chi tiết rất là thú vị. Và thứ năm, lối sống rất Việt Nam, rất phương Đông của Bác được biểu hiện như thế nào trong văn bản phong cách Hồ Chí Minh? Và câu thứ sáu là một yêu cầu tập làm văn. Qua văn bản trên, cùng những hiểu biết xã hội của mình, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về vấn đề gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập ngày nay. Có thể nói đây là những câu hỏi rất là quan trọng gắn với văn bản này và nó có thể có một cái sức bao quát khá lớn với văn bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi, cô sẽ hướng dẫn các con chúng ta trả lời từng yêu cầu, từng vấn đề một. Ở câu hỏi thứ nhất, nêu xuất xứ của văn bản, chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho câu số 1 này ở trong phần kiến thức mà cô đã tổng kết với các con. Đó là văn bản được trích trong phong cách Hồ Chí Minh, cái vĩ đại gắn với cái giản dị. Và nó được in trong tập, trong cuốn Hồ Chí Minh và Văn hóa Việt Nam xuất bản năm 1990. Câu thứ hai, em hiểu thế nào về từ phong cách được dùng trong văn bản này? Đây là một câu hỏi khá phổ biến, nhất là với các bạn học sinh ở Hà Nội. Chúng ta thường thấy nó xuất hiện. Và cái từ phong cách này đã được định nghĩa rất là cụ thể, lý giải cụ thể trong chú thích đầu tiên trong sách giáo khoa. Phong cách ở đây được dùng trong văn bản này được hiểu là lối sống, là phong cách sinh hoạt, là cách làm việc, ứng xử, vân vân, được tạo nên cái riêng, qua đó nó tạo nên cái riêng của một người hay một tầng lớp nào đó thì được gọi là phong cách. Câu hỏi thứ ba, đoạn văn trên nêu lên nét đẹp nào trong phong cách của Hồ Chí Minh và tại sao Bác lại có được phong cách đó? Thì chúng ta thấy nó đã được thể hiện qua cái câu văn cụ thể ở cuối phần trích dẫn mà chúng ta vừa đọc. Đó là gì? Người có vốn hiểu biết văn hóa vô cùng sâu rộng. Sự hiểu biết ấy đã góp phần tạo nên một nhân cách rất Việt Nam, rất phương Đông, nhưng đồng thời cũng rất mới, rất hiện đại. Đó, những đặc biệt là những cái từ in đậm chính là nét nổi bật, nét đẹp trong phong cách của Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ cần ghi nhớ những cái cụm từ này. Và để có được phong cách đó thì chúng ta có thể thấy dẫn chứng ở ngay trong phần 1 cô đã vừa tóm được lại với các con. Đó là do Bác đã đi nhiều nơi, Bác tiếp xúc với nhiều nền văn hóa, Bác nói và viết thành thạo nhiều thứ tiếng. Ngôn ngữ chính là cái cánh cửa để mở ra một cái chân trời mới. Và việc Bác có thể nói và viết thành thạo nhiều thứ tiếng, đó chính là Bác đã có một chìa khóa để mở ra những cái cánh cửa đến với những nhiều thế giới về văn hóa trên thế giới, đúng không nào? Và thứ ba, Bác đã làm rất nhiều nghề khác nhau trên cái chặng đường hoạt động của người. Đây chính là ba cái phương thức để hình thành nên, ba cách thức để hình thành nên vốn hiểu biết rất là sâu rộng của người. Câu hỏi thứ tư, các từ rất Việt Nam, phương Đông trong đoạn văn trên thuộc từ loại gì và cách dùng các từ đó có gì đặc biệt? Khi chúng ta đọc đoạn này thì chúng ta sẽ thấy điều đặc biệt đó là gì? Đầu tiên xét về mặt từ loại thì các từ Việt Nam, phương Đông rõ ràng nó là danh từ, đúng không nào? Là những danh từ riêng, chỉ tên quốc gia, đất nước của chúng ta, chỉ cái vùng miền phương Đông. Và nhưng ở đây nó lại được kết hợp với một phó từ chỉ mức độ, đó là từ rất
đứng phía trước, và nó đã được chuyển loại của những danh từ này được chuyển sang làm tính từ, nó kết hợp với phó từ chỉ mức độ. Vậy thì nếu như chúng ta chỉ dừng lại ở đây thì có lẽ chưa thể thấy được sự tối ưu với câu hỏi này mà chúng ta cần đưa ra. Vậy việc sử dụng đó có tác dụng gì? Tác dụng ấy chính là nó đã nhằm nhấn mạnh bản sắc văn hóa chất Á Đông đậm nét trong phong cách của Hồ Chí Minh. Việt Nam, phương Đông không còn là một danh từ chỉ địa điểm đơn thuần, mà nó đã thể hiện cái bản sắc, bản chất văn hóa gắn với phong cách của Hồ Chí Minh. Nó đã đi sâu vào trong tâm hồn, trở thành cốt cách và được biểu hiện qua những hành động, qua lời nói, qua lối sống của người. Đó. Ở câu số 5, lối sống rất Việt Nam, rất phương Đông của bác biểu hiện như thế nào? Thì người ta hỏi trong cái giới hạn là trong văn bản phong cách Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ cần đưa ra được. Đó chính là ở phần 2, đúng không nào? Bác có lối sống rất giản dị, thanh cao, biểu hiện qua nơi ở, nơi làm việc rất đơn sơ, qua trang phục, qua cái cách ăn uống rất là đạm bạc của người. Với yêu cầu thứ 6, qua văn bản trên cùng với những hiểu biết xã hội của mình, em hãy trình bày suy nghĩ về vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập ngày nay. Chúng ta thấy với cái yêu cầu của đề bài này thì các bạn sẽ cần thực hiện yêu cầu về mặt hình thức, về mặt nội dung như thế nào. Thứ nhất, về mặt hình thức thì chúng ta thấy ở đây với các bạn Hà Nội thì trong đề thi vào 10 của Hà Nội cũng như là các đề kiểm tra thì mình thường hướng tới là viết đoạn văn, nhưng với các bạn ở các tỉnh khác thì mình sẽ là triển khai thành bài văn. Và ở đây với câu hỏi này thì mình không thấy có từ nào là hãy viết đoạn văn cả, vì thế mình có thể xác định yêu cầu sẽ là hình thức bài văn. Và với bài văn thì mình sẽ cần có cái cấu trúc 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài mình giới thiệu vấn đề, đúng không nào? Vấn đề cần nghị luận ở đây đó chính là giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập ngày nay. Và thân bài mình sẽ đi vào bàn luận cụ thể về cái vấn đề đó. Và kết bài thì mình sẽ đưa ra một cách khái quát về cảm xúc, suy nghĩ của mình về vấn đề. Và cụ thể về phần nội dung thì mình sẽ làm như thế nào để có thể tối ưu được câu trả lời và khiến cho bài văn nghị luận của các con trở nên mạch lạc, thì chúng ta sẽ cần đảm bảo những trình tự lập luận sau đây. Thứ nhất, mình sẽ đầu tiên vào phần thân bài, mình sẽ cần giải thích được thế nào là bản sắc văn hóa dân tộc. Đó chính là những cái yếu tố rất là đa dạng trên nhiều những cái phương diện khác nhau, như là những cái truyền thống về lời ăn, tiếng nói, cách ứng xử, những cái phong tục, tập quán ở các cái vùng miền khác nhau, thì tất cả những điều đó tạo thành văn hóa dân tộc. Và mỗi dân tộc trên thế giới sẽ đều có một cái bản sắc, một cái phong cách rất là riêng, gắn với điều kiện tự nhiên, xã hội của dân tộc đó, đúng không nào? Thứ hai, mình cần phải đưa ra được biểu hiện. Với biểu hiện thì mình sẽ cần phải trả lời câu hỏi việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thể hiện ra như thế nào bằng những cái hành động cụ thể. Thứ ba, mình đi vào bàn luận về vấn đề. Để bàn luận được, cô có một số gợi ý cho các con như sau. Mình sẽ cần phải trả lời được: thứ nhất, bản sắc văn hóa dân tộc có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của mỗi quốc gia dân tộc? Đây chính là cái câu hỏi để mình có thể giải thích được là vì sao mình cần phải gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, đúng không nào? Và nếu như chúng ta không gìn giữ cái bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta thì điều gì sẽ xảy ra, đúng không nào? Thứ hai là cái việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc đang được thực hiện như thế nào gắn với cái nơi mà các con đang sống, đó là với đất nước ta. Và có phải, mình đưa ra phản đề, có phải ai cũng có ý thức gìn giữ văn hóa dân tộc hay không? Và nếu như không gìn giữ văn hóa dân tộc thì hậu quả với họ sẽ là gì? Chúng ta có thể lấy dẫn chứng như là ở một bộ phận thanh thiếu niên chẳng hạn bị ảnh hưởng bởi những cái trào lưu văn hóa của nước ngoài, dẫn tới việc là xính ngoại, dẫn tới việc là coi thường bản sắc văn hóa dân tộc, và dẫn tới họ
họ mất đi cái niềm tự hào của dân tộc, họ trở nên lạc lõng giữa những nền văn hóa, về văn hóa của dân tộc mình thì trở nên không thể hòa nhập được, và sang nước ngoài thì họ chỉ là những kẻ bắt chước, vân vân. Như vậy chúng ta có thể lấy những cái dẫn chứng để đưa ra được vấn đề cho phần này. Và cuối cùng, để cái bài văn nghị luận của chúng ta thể hiện được cái quan điểm của cá nhân thì các con cũng cần có sự liên hệ, đó là bằng những cái bài học về ý thức, về hành động cụ thể con sẽ làm gì để gìn giữ và phát huy văn hóa của dân tộc mình. Đây chính là điều rất là quan trọng, chúng ta cần đưa ra được những cái ý kiến, quan điểm của mình, những cái bài học với bản thân mình để thấy được, mình cảm nhận được sâu sắc về vấn đề. Như vậy, trong bài học ngày hôm nay, cô đã củng cố với các con về văn bản nghị luận ở chương trình ngữ văn lớp 9 tập 1, văn bản phong cách Hồ Chí Minh. Cô có một lời nhắn với các con, đó là mình hãy hoàn thành phiếu bài tập cô đính kèm. Và nếu như mà các con có khó khăn gì thì các bạn có thể comment trên video và sẽ được các thầy cô giáo trợ giúp. Chúc các con sẽ củng cố thật tốt, nắm thật chắc văn bản này, cũng như là sẽ học tốt với các văn bản khác. Chào các con.